con rồi. Để sao luôn. Để gọi cho Thành hỏi xem nó cho không. Để em gọi Thành. Ừ. Có bỏ là có mẹ nó ở đó hả? Trên này bị bỏ rồi nè. Má lạnh quá. Trời ơi. Trời ơi, thấy hơi người cái là phóng ra liền. Mèo này chứ mèo nhà. Ăn được rồi. Tôi để kiếm chỗ. Nó lạnh quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.